Bớt cơm khá khá đi cho ta ăn nè. Khá khá này mình nấu cơm nhiều mà. Con ít thôi. Rồi ăn vô ngồi ghế đi. Con ngồi ghế đi. Con một cá thôi. Con nào quá không? Con ăn ít lắm. Ít quá không ít thì ngồi đi ăn sao? Một cá thôi. Rồi. Nói cho người lớn trước đi rồi mấy đứa nhỏ làm sao? Ngồi với bạn đi rồi em lấy cho bạn. Hay lấy. Lấy thêm một cái bàn nữa để ngoài đây nè. Sao? Lấy thêm cái bàn nữa để ngoài đây nè. Một thứ à? Cơm tấm sườn bì tép. À nó nghe nè, mấy chị ngồi đông á, mày múc chén này đi. Chén nước mắm lớn nè. Nó rồi ấy, múc kìa chén nhỏ. Có hủ ớt luôn ta. Hủ ớt. Một dĩa thành xong đi. Không có không? Hai dĩa luôn. Đây đủ thứ nè. Đây em thấy đủ thứ đó, sườn bì tép. Sườn bì tép. Vô ngồi bàn đi là có tới liền nha, khỏi cần ấy, tại vì nó giống thịt với nhau thôi. Nó giống thịt với nhau thôi. Thích từng bé. Thật bự cho bác Tư. Tư Phương á, còn nó mới chửi rồi.